Điểm tương đồng của Đàm Vĩnh Hưng và con trai ruột Vừa qua, Đàm Vĩnh Hưng khiến nhiều khán giả bất ngờ khi công khai con trai ruột tên Bồ Lô Hình, nhóc tí hiện 3 tuổi, được ví như bản sao của ông Hoàng Nhật Việt. Những thông tin xoay quanh về quý tử nhà Đàm Vĩnh Hưng nhanh chóng thu hút sự quan tâm. Bồ Lô Hình được ví như bản sao của Đàm Vĩnh Hưng khi đặt ảnh nhóc tí cạnh những hình ảnh của nam ca sĩ lúc nhỏ, cả hai có nhiều nét tương đồng từ mắt, mũi, miệng những hình ảnh đời thường hiếm hoi của Bolo Hinh nhận được nhiều sự chú ý của khán giả nhất vì có cách ăn mặc đồng điệu với bà quấn quýt công rời Đàm Vĩnh Hưng mỗi khi có dịp đi chơi ca sĩ Dương Trưởng Vũ là ba đỡ đầu của Bolo Huỳnh. anh thường góp mặt trong các khoảnh khắc đời thường đi du lịch cùng với con trai Đàm Vĩnh Hưng trước đó tại concert The Boat Trade, Đàm Vĩnh Hưng bất ngờ công bố con trai ruột đầu tiên và duy nhất trong cuộc đời ông hoàng nhạc việt khiến nhiều khán giả xúc động khi bộc bạch rằng Đối với người bình thường, có con là chuyện hiển nhiên. Còn với tôi thì sẽ gây ồn nào? Tôi phải giữ bí mật trong 3 năm, đứa con là tình yêu của tôi. Nam ca sĩ chia sẻ thêm, Hưng muốn là một người ba như bao người cha khác. Hưng hay dùng từ người yêu bé nhỏ, hoặc khi làm thơ mình hay xưng ta và em. Nhiều người cũng tưởng nhầm rằng Hưng nói về người mình yêu, nhưng sự thật thì người yêu bé nhỏ đó chính là Bolo. Hưng muốn từ giờ phút này Hưng có thể tự do thể hiện tình yêu với con trai của mình. Bên cạnh bộ hình, Đào Vĩnh Hưng còn có hai người con là Như Hình Như và Cô Tin. Cả hai được nam ca sĩ nhận nuôi từ em gái ruột Huỳnh Minh Hạnh. Đàm Vĩnh Nhưng chăm lo rất chu toàn cho Huỳnh Như và Cô Tin. Sau nhà năm giấu kín, Đàm Vĩnh Nhưng lựa chọn công khai con trai ruột để thoải mái thể hiện tình cảm. Hiện tại, thông tin về bộ hình đang nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả.